Hello các bác anh em nhá. Đây là anh Nguyễn đang đánh một con đẩy với một đôi loa Mỹ không qua bất kể một thiết bị gì. Mà chất âm nó đã hay thế mà nhá. Đây là một mẫu đẩy đến từ hãng Motivity và có model là IR4800, tức là một mẫu đẩy 4 kênh. Sản sinh ra công suất là 800W một kênh, đánh ở trở kháng 8V. Mẫu đẩy Motivity là mẫu đẩy bên em bán rất là nhiều nhá. Có thể nói là tầm gần 7 năm rồi. Và tất cả các sản phẩm Moti ấy, khi mà đến tay người dùng ấy, đều rất là ủng hộ cũng như là khen ngợi về độ bền, độ đẹp và độ hay của nó nhá. Thì ngày nay em tiếp tục giới thiệu đến các bác về những mẫu đẩy Motivity 4 kênh có công suất là 4800 một kênh, 4 kênh. Thì mẫu đẩy này bên em ấy là nhập khẩu nguyên thùng nguyên hộp mới tinh như này nhá, từ công ty về. Tức là bên em nhập về nó là nguyên thùng nguyên hộp này. Đấy, em bóc ra giới thiệu review của bác thôi. Và mẫu đẩy 4800 này đã bán rất là lâu rồi nhá. Bây giờ bán tiếp, bán qua lại nhá. Đấy. Đây là mẫu đẩy Motivity nhập khẩu chính hãng những ngày. Từ cái việc đóng gói với đóng hộp nhá, nhà hãng đã rất cẩn thận rồi bên này. Đấy. Kể cả những lắp lưng rất chắc chắn luôn nhá. Đều có mã QR hết nhá. Đấy, mã của hãng đấy. Hãng xịn sò công ty. Và thiết kế đẩy đấy thì mẫu đẩy này ấy, nó có một cái mặt rất đẹp nhá, giống như kiểu thương hiệu VinFast ấy, rất là đẹp, biểu tượng Việt Nam ấy, Việt Nam chúng ta ấy, đúng không? Bên này là logo của Motivity, bên này là model máy 4800, đẩy 4 kênh luôn nhá. Đây về thiết kế mạch, còn về thiết kế đằng sau ấy, thì một mẫu đẩy không ăn bớt vật liệu nhá, tức là nó hỗ trợ cho bác tất cả các đường vào, cá lông được cái này, cá lông được cái, thấy mỗi cổng vào đều có cái lồng được cái. Đấy, anh em phải link từ vị trí này sang như này nhé, hoặc ngược lại, hoặc là sang để khác. Hay đường ra nó hỗ trợ anh em cả rắc lưu trích này. Đấy, và rắc kẹp này, rất ok luôn nhá. Mỗi một nhóm kênh, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 đều có những nút để chỉnh độ nhạy khác nhau, như là 1.0, 1.1, 0.75 và có một cái cần gạt để đánh độ stereo này, rồi là link tín hiệu này, rồi là đánh chập kênh. Đấy, anh nhá, blitz là chập kênh mà. Thì đấy là những cái tính năng đó. Và con này thì còn gió chạy rất là êm mà nhá, êm tai. Đấy. Và cái ưu điểm nữa của đẩy này là nó có chế độ chống chập, tức là các bác mà chập lên loa ấy thì đẩy tự động ngắt, bảo vệ sò không gây đến chết sò nhá. Tức là có chế độ chống ngắt, chống chập khi mà loa hoặc là dây loa bị chập. Đó. Mạch thì nó chạy mạch cái hát nhá. Mạch cái hát tức là mạch này nó là mạch nó bánh chơi full rất hay, chơi suốt tuyệt vời. Và tự động điều chỉnh điện áp, có trang bù áp. Đấy, đây là kênh nguồn mới nhá, kênh nguồn rất là to. Ba một con đẩy mà sử dụng một khối nguồn to hơn 20cm thì con đẩy nó rất là khỏe, dòng lớn nhá, dòng lớn, đấy, áp lớn cho nên này, âm ra rất là chặt, đánh ít khi bị tụt vỡ âm, bởi dòng khỏe nhá, ăn khỏe mà. Đấy, bên áp này dây đồng 100% và có một cái miếng cao su này để khi lắp cái vỏ máy mà nó không bị chạm vào bên áp nhá, chắc chắn. Về khối nguồn thì nó dùng là 16 tốc độ nguồn mới nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, lọc ở 15.000 mi, do vậy điện áp nó rất sạch mới nhá. Và điện áp chịu đựng của tụ là 80V. Đấy, tụ to và cao bằng máy, dùng 8 diode chỉnh lưu liên tục đây, 80 chỉnh lưu 1, 2, 3, 4 bên trong này nè. Do vậy đây là một cụ đẩy nhà giàu nhá, tức là nguồn nó không có bị tụt, không bị yếu, đánh điện yếu mới chơi được mà âm thanh luôn căng nhá. Có đàn, có dơ le, có tụ này, bảo vệ điện áp cao, khuôn nguồn. Đấy, nhìn chưa? Từ dây dợ rất chắc chắn lắm nhá. Và gì? Bên mạch màu đen, được sơn chống rỉ không nhá. Và phía sau cái vỉ cắm này, là người ta đã tính toán đến cả những con IC không nhá. Khuếch đại, tín hiệu đầu vào này. Đấy, các cái linh kiện dán và IC dán, tích hợp để xử lý và khuếch đại tín hiệu đầu vào. Do vậy con đẩy rất hay không nhá. Thế về khối công suất đây anh em thấy này. Đấy. Và dùng các điện trở rất đẹp nhá, trắng tinh này. Và sò là sò LGB kép của Mỹ nhá. Phiên bản nâng cấp. Thế cái sò này ấy, là những cái sò đó nhá. Nó lắp trong những con đẩy như lắp nó bình phô xốp. Đấy, hoặc là Martin. Và tất cả đèn thúc ấy đều là MOSFET này. Đấy. Cho nên nó khỏe lắm nhá.
cực khỏe và sạch âm, khả năng chịu đòn cao, dòng lớn, mạnh mẽ. Thì mẫu đẩy này bác dùng những tụ cao cấp này, tụ nhôm này, và trên cái bo mạch này, đầu ra loa đều có dơ le bảo vệ luôn, không may có sự cố nhé. Một mẫu đẩy hãng nó bao giờ làm nó rất là chuẩn chỉ nhé, rất là hay, sản xuất năm 2023. Thì cái này về thông số kỹ thuật thì em đã quay để quá cụ thể hóa nhé. Con này thì thực ra nó ghi là 800W, nhưng thực ra nhá, đẩy hãng là vượt tức là 800 lên 1000 luôn đấy, nó không như đẩy mấy cái đẩy có nhiều vẽ chữ quen đâu nhá. Đấy, giờ 850 này, 800W này, đánh ở 8 ohm này, 1200 anh 4 ohm này, và 2400 đánh ở chế độ chập cây. Đấy, tức là đẩy này thì chơi được mọi thứ luôn nhá. Trọng lượng là 25kg cả vỏ. Đấy, đây là tablo luôn nhá. Và về công suất bác nhá, thì chơi này, chơi từ mỗi cây này thì nó chơi được cả những cái dòng loa bass 20 đến bass 40 50 nhá, đều được cả, tức là đánh vĩ một cây loa này. Anh em chơi những cặp loa full đôi, ví dụ như là 115 hoặc là 4733 332X, 4732A nhá. Ok. Và chơi được những quả súp đơn như này, mỗi kênh nhá, 50 này, hoặc là chơi súp kép bác chập hai kênh và đánh nhau được. Đấy. Tức là chơi từ loa 20 cho đến loa 50 thoải mái không nhá. Nếu mà chơi loa array đấy, bắt đầu 10 ấy, là một bát hai kén thì bác chơi được cứ một kênh này là một đôi. Đấy, vậy là bốn cái này là 8 quả line array 30 không nhá, thoải mái, đánh thoải mái không mà cháy không nhá, đánh càng ngày càng đêm luôn. Thì đây mẫu đẩy mà bên em đã bán lâu rồi. Thời gian vừa qua là em không bán lắm nhá. Nhưng bây giờ em tiếp tục quay lại bán, bởi vì những cái mẫu đẩy nó to hơn hơi giá hơi cao, cho nên khi các bác mà nhiều bác muốn mua đẩy multi nhưng mà cái giá cao quá thì em lại lấy cái đẩy ở mức giá bình thường thôi. Đây là mẫu đẩy phù hợp cho anh em chơi cả sự kiện bác nhá, đánh ở đây gia đình, chơi full chơi súp cực kỳ hay. Đấy. Đấy bác nhá. Giá thì nó hơn 12 triệu tí thôi. Công nhá, rồi làm cái này. Công ai này? Xịn nghe nó hay lắm nhá, đẩy xịn để hãng hay lắm. Mấy cái đẩy ngoài anh em ghi giống là toàn 1000W mà. Thực ra là có mấy trăm watt thôi. Sò Toshiba toàn rước 1000W đúng không? Nếu mà 1000W có sò Toshiba nó phải dài gấp đôi cái này bác nhá. Mà vì cái sò nó không được đảm bảo công suất bác nhá. Vậy là anh em đôi khi quảng cáo nó hơi quá. Và những đẩy hãng thì bao giờ nó dư công suất rất là hay. Mọi người mua sắm phối ghép, các bác liên hệ với em số điện thoại 0936 583 110 nhá. Anh Nguyễn giao Hàn Quốc và nhớ cọc cho em nhé. Anh Nguyễn chào các bạn.